Thất vọng, U17 Việt Nam chia tay giải châu Á ngay từ vòng đấu bảng. Lượt trận cuối bảng D, ngay từ khi bóng chưa lăn cũng có thể dễ đoán, U17 Nhật Bản sẽ thắng dễ dàng U17 Ấn Độ. Thực tế U17 Nhật Bản sau đó đã đánh bại U17 Ấn Độ với tỷ số 8-4. Có nghĩa U17 Việt Nam chỉ cần thắng U17 Uzbekistan là sẽ giành tấm vé còn lại của bảng D vào tứ kết giải U17 châu Á 2023. Tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chẳng những không có điểm mà còn nhận thất bại trước U17 Uzbekistan trên sân Thammasat Thái Lan, các cầu thủ U17 Việt Nam phải tăng mình chịu trận trước sức tấn công ồ ạt của U17 Uzbekistan. Trong 45 phút đầu, U17 Uzbekistan kiểm soát bóng tới 61,4%, tung ra tới 9 cú dứt điểm về phía khung thành U17 Việt Nam. Thủ môn Bảo Ngọc thi đấu tập trung có nhiều pha cản phá ấn tượng, nhưng màn trình diễn tốt của Bảo Ngọc không thể giúp U17 Việt Nam tránh được bàn thua. Phút 25, Bảo Ngọc phải khuất phục trước pha băng vào dứt điểm hiểm hóc của Sodiboev. Sau bàn thua, các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn Nỗ lực lên bóng tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất lực, trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, nỗ lực cá nhân của Lê Đình Long Vũ là không đủ để tạo ra khác biệt giúp U17 Việt Nam có bàn gỡ. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung Hoàng Nam hữu trọng vào sân, giúp thế trận của U17 Việt Nam trở nên cân bằng hơn, những cơ hội cũng xuất hiện nhiều hơn, nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam đều thất bại ở những tình huống cuối cùng. Với thất bại 0-1 trước U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam đứng cuối bảng D với chỉ một điểm sau trận hòa U17 Ấn Độ, chính thức chia tay giải U17 châu Á 2023 ngay từ vòng đấu bảng, một giải đấu thất vọng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi U17 Việt Nam yếu toàn diện cả về thể lực, lối chơi và kinh nghiệm.